Chào các bạn, trong video hôm nay Phương sẽ chia sẻ các bạn kho món cá lục sao cho ngon nhất. Ăn cá không hề bị tanh, vẫn có độ mềm, không khô, thơm, béo và ngậy, vẫn còn vị tươi ngon. Nước sốt và cá có thể ăn được ngay cả bánh mì mà các bạn không hề có cảm giác vị tanh của cá lục. Để biết cụ thể hãy cùng Phương đi vào bếp liền nhé. Vị cho món cá lục kho gồm có 1kg cá lục tươi, các bạn bỏ đầu, bỏ ruột và rửa sạch lại bằng muối cho mình để bớt tanh nha. Và tiếp theo đó các bạn chuẩn bị cho mình khoảng 5 tép tỏi, 2 củ hành khô, 6 quả ớt tươi, khoảng 200g củ sả, các bạn lấy phần gốc bỏ ngọn nha. Một chút tiêu, nước màu và các gia vị lêm lếm thông thường mà các bạn hay sử dụng để vào bếp. Bây giờ chúng ta sẽ chuyển qua bước để ướp cá trước tiên nhé. Các bạn hãy chuẩn bị đầy đủ gia vị ra trước, rồi sau đó các bạn hãy cho mình một thìa cà phê hạt lêm vào cá nha. Rồi tiếp theo các bạn cho mình 2 thìa canh nước mắm nha. Các bạn dưới đều lên mặt cá để cho cá thấm cả nước mắm và gia vị nha. Tiếp đó các bạn lấy cho mình 1 thìa canh đường nha. Chúng ta cho lẫn vào cá luôn này. Đây là nước màu nha các bạn. Các bạn có thể tự thắng bằng đường hoặc có thể mua chai nước màu sẵn như Phương nha. Ở đây nước màu thì các bạn cho 1 thìa cà phê nước màu cho Phương nha. Và 1 thìa hạt tiêu xay. Rồi bây giờ các bạn trộn đều nguyên liệu cá với cả gia vị đã lêm nha. Các bạn nhớ làm theo công thức mà Phương hướng dẫn để ướp nha. Như vậy thì khi các bạn kho cá, ăn cá sẽ rất là thơm và không hề bị tanh. Cá còn rất đậm đà và thấm gia vị nữa. Bây giờ các bạn sẽ để cá đó cho thấm gia vị. Chúng ta để khoảng 15 đến 20 phút, rồi sau đó mới mang đi chiên sơ nha. Trong khi chờ đợi cá ướp thấm gia vị thì mình sẽ mang sả đi để sơ chế. Các bạn đập gốc sả cho dập ra như vậy. Xong sau đó thì các bạn cắt thành khúc nha. Cắt sả chia làm 3 phần cho mình như thế này này. Phần đầu củ thì các bạn để dài một chút nha. Còn phần ngọn thì các bạn sắt ra làm 2. Chúng ta để riêng ra. Phần tỏi và hành khô các bạn lấy ra đập dập và băm thật nhỏ cho mình nhé. Ớt tươi thì các bạn tách ra rồi bỏ hạt ở giữa đi nhé. Nếu như gia đình thích ăn cay nhiều thì có thể để lại hạt. Ở đây mình sẽ bỏ hạt đi và thái ra thành những khúc nhỏ như thế này này. Như vậy là phần nguyên liệu để tạo vị thơm của cá Phương đã chuẩn bị xong rồi. Tới bước chiên cá, các bạn cho dầu vào. Đợi dầu nóng lên thì các bạn cho hết số cá đã ướp vào trong chảo để chiên nhé. Các bạn nên nhớ cá chúng ta chỉ chiên sơ nhé. Và như thế này, hai mặt là sẽ được đó các bạn. Cá vàng chín đều hai mặt thì các bạn gắp ra đĩa để bỏ vào nồi kho nhé. Mình đã chuẩn bị một cái nồi đất để kho rồi này. Các bạn nên nhớ là kho cá chúng ta nên chọn những nồi dày thì kho cá sẽ ngon hơn. Mình sẽ xếp hết phần gốc sả ở dưới lớp đáy nồi rồi xếp cá lên trên mặt. Tới phần bắc chảo để phi thơm hành tỏi nè. Các bạn cho hoặc sử dụng lại cái số dầu đã chiên cá, cho hết phần tỏi và ớt băm vào chảo để phi thơm. Hành tỏi đã vàng đều như thế này là được rồi nha. Bây giờ mình sẽ đổ số hành tỏi phi thơm này vào nồi cá để kho chung này. Tới đây thì các bạn sử dụng lốt phần đầu sả, chúng ta xếp ở lớp bên trên và cả mấy quả ớt nhỏ nữa. Các bạn cũng xếp vào để kho chung nha. Chuyển qua phần làm nước sốt kho, các bạn chuẩn bị cho mình trước một bát nước lọc như thế này nhé. Rồi sau đó bỏ một thìa canh hạt lêm vào.
Tiếp theo là một thìa cà phê bột ngọt nhé. Rồi một thìa bột canh muối. Tiếp theo các bạn cho mình 2 thìa canh đường nhé. Nước mắm các bạn cũng sử dụng 1 thìa canh nước mắm. Rồi sau đó bỏ thêm 1 thìa cà phê lức màu nè. Các bạn khuấy đều nguyên liệu lên. Bắt nước sốt ra màu cánh gián như thế này là được nha các bạn. Bây giờ thì đổ hết bát nước sốt vào để kho chung với cá. Các bạn thấy nước sốt chưa đủ xâm xấp mặt cá thì các bạn cho thêm một chút nước lọc vào nhé. Các bạn nhớ là chúng ta phải đổ nước đều xâm xấp mặt cá. Như vậy thì khi kho lâu, cá sẽ thấm đều hết gia vị. Đó, các bạn nhìn nồi cá có hấp dẫn không nè? Để cho nồi cá kho nhanh thì các bạn có thể mở vung như vậy để kho nhé. Nó sẽ bay hơi nhanh hơn, nước sẽ nhanh cạn hơn đó các bạn. Hoặc có thể đậy vung vào để kho. Khâu này thì tùy ý các bạn chọn nhé. Để kho cạn các bạn sẽ mất khoảng 20 phút kho trên bếp nhé. Đó, các bạn thấy không, cá đã bắt đầu cạn rồi. Cá sền sệt như thế này là được rồi đấy các bạn. Mình sẽ để sền sệt nước sốt như vậy để có thể dưới với cơm hoặc chấm bánh mì cũng rất là ngon. Bây giờ mình sẽ cho một chút gấc hành tươi vào này. Các bạn nhìn nồi cá nục kho của mình có hấp dẫn không nào? Các bạn cứ kho theo công thức này của Phương, đảm bảo ăn cá rất mềm, cá không hề tanh và khô nha các bạn. Vậy là Phương đã chia sẻ xong các bạn cách kho cá lục sao cho ngon nhất rồi này. Các bạn thấy video hữu ích, hãy cho Phương một like, một chia sẻ để ủng hộ kênh nha. Và hãy nhớ bấm đăng ký để theo dõi được những video mới nhất khi Phương đăng tải và chia sẻ trên kênh. Bây giờ Phương sẽ kết thúc video tại đây. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video sau trên kênh nhé.